Con chào thầy và các bạn, con tên là Lưu Bùi Tuấn Minh, học lớp 3 A3 trường tiểu học Trưng Trắc. Hôm nay con sẽ giới thiệu thầy và các bạn sản phẩm mô phỏng quạt điện. Khi bấm vào lá cờ xanh, khi đã bấm vào số 1, quạt sẽ chạy với tốc độ là 10. Bấm vào số 2, quạt sẽ tốc độ là 20, 3, 4, 3, 4, 30 và 40. Khi ta bấm vào số 0 thì quạt sẽ tắt. Nếu như ta muốn hẹn giờ thì bấm vào chọn giờ và chọn thời gian ta muốn đặt. Ví dụ con đặt 19 giờ, hẹn giờ bật. Nó sẽ phát lên âm thanh và quạt sẽ chạy với tốc độ 30. Nếu như ta muốn hẹn giờ tắt, chỉ cần ấn nút chọn giờ và ấn hẹn giờ tắt, quạt sẽ kêu và tắt. Chương trình nổi bật của con là khi con bấm vào số 0 thì nó sẽ tắt và khi con bấm vào nút chọn giờ thì thời gian của con nó sẽ được chọn và khi con bấm vào nút các nút thì con sẽ thì nó sẽ bật và tắt ạ. Con cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn phần thuyết trình của bạn Tuấn Minh.